Hello, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Gmail Hoàng Mai. Tiếp tục lại là clip review sản phẩm. Và ngày hôm nay em Cao lại cập bến, đó là một cặp VRX915 cực hiếm luôn. Và trong cặp VRX915 thì vừa rồi phải nói rằng quá nhiều cái hàng nhái. Và các bác hãy cùng em Cao, nếu như bác nào mua rồi thì cứ bình tĩnh các bác nha. Đây là một chia sẻ cực kỳ cần thiết cho chúng ta để chúng ta trang bị trong khi mà chúng ta tìm hiểu về JBL. Thì ngày hôm nay em Cao về một cặp, đó là VRX915, có tình trạng là đẹp thiếu thùng xốp thôi, cực hiếm luôn, đó là bát 40 các bác nhá, bát 40. Và đây là đẹp xuất sắc rồi, đó, xuất sắc luôn các bác nhá. Em quay cực kỳ chi tiết cho tất cả các bác. VRX915 hàng cực hiếm luôn. Và đợt vừa rồi phải nói rằng là hàng trôi nổi cũng như là hàng nhái khá là nhiều về với cái mặt hàng này các bác nhé, cho nên chúng ta cực kỳ thận trọng luôn. 2265G-1, đây là mã bát của sản phẩm VRX915. Và tình trạng thì chỉ thiếu duy nhất cái thùng xốp, chắc chắn một điều là như vậy. Những cặp bát 40 này, những cặp súp 40 này phải nói rằng khá là hiếm. Và em Cao cũng nói luôn, em bán là bán cả cặp, không bán lẻ một chiếc một các bác nhá. Cho nên là các bác cũng tham khảo trước khi mua về cái dòng VRX915 này. Khẳng định với các bác rằng nếu như cái thời gian vừa rồi các bác mua thì các bác cũng phải xem lại những cặp loa của mình. Đó là những cái gì em Cao chia sẻ rất chân thành với tất cả các bác. VRX915 và hàng nhái này gần như là một một, nên chúng ta khá là lưu ý với cái mức tiền chúng ta đầu tư ra không hề rẻ một chút nào. Cho nên chúng ta sẽ phải lưu ý tới cái dòng này. Tại sao em Cao phải nhấn mạnh như thế để cho tất cả các bác cùng sẽ rất là dễ hiểu thôi. Vì đôi khi các bác chỉ cần tham rẻ một chút thôi là các bác dính ngay, phải em không dọa, không dung dọa một chút nào. Tại vì hàng này em Cao trực tiếp đã cầm tới tay rồi. Cho nên là bác nào mua VRX915 thì cũng phải xem lại và xem luôn cả clip của em Cao các bác nhá. Đây là hai cái căng và đây là thùng vách. Đơn giản thế vậy thôi, nhưng chúng ta chỉ cái thùng này, nếu như chúng ta chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là chúng ta ăn ngay hàng gióng luôn, mà gióng Trung Quốc luôn các bác nhá. Cho nên là chúng ta hãy hết sức cẩn thận về đấy. 915 hàng cực hiếm luôn, độ hot thì gần vô rồi luôn các bác nhá. Đó là những cái gì không phải lúc nào chúng ta có tiền để chúng ta cũng mua được những cái dòng súp 40 này đâu. Phải nói khẳng định với các bác là thế. Từng con rất là cẩn thận các bác nhá. Cho nên là em Cao chỉ nói từ cái tay luôn, nó cũng khác hẳn đấy. Các bác xem kỹ thì nó sẽ khác hẳn đấy các bác nhá. Nên chúng ta hết sức thận trọng để khi chúng ta mua, để tránh khoản tiền mất tật mang. Đó, nó sẽ khác hẳn. Và chất âm thì một giờ một vực luôn. Cho nên là chúng ta có thể chưa nghe, nhưng em Cao thì sẽ được nghe rất là nhiều. Đó, em Cao khẳng định với các bác rằng đợt vừa rồi các bác nhá, thì khá là nhiều hàng nhái hàng giả hàng em bán đấy. Cho nên là thôi, nói như thế để cho tất cả các bác chia sẻ với các bác để các bác hiểu được cái dòng này. Những người bán hàng chân chính thì vẫn khó bán hơn. Đó là những cái gì em Cao muốn chia sẻ rất thật lòng với tất cả các bác. Còn đôi này tình trạng đẹp xuất sắc luôn và bao zin bao xịn cho các bác. Đó, các bác nhá. Hello tất cả các bác nhá. Đây là cặp súp 40 và cực hiếm luôn. Đó, chúng ta hãy xem cái chi tiết của sản phẩm. Em Cao quay rất tường tận, trong ngoài kiểu gì thì cũng phải là nội thất và đặc sản rồi. Cho nên một lần nữa bác nào quan tâm với cái sản phẩm này, và các bác cũng nhớ rằng nếu như chúng ta có những dòng súp này, chúng ta cũng xem lại một chút những cái món đồ mà em đã chia sẻ với tất cả các bác. Và đây là một cặp súp 40, em Cao bán cả cặp, không bán chiếc lẻ các bác nhá. Cho nên các bác hãy lưu ý là như vậy, Made in Mexico. Những cái dòng này nó cực kỳ là hiếm nha các bác nhá. Đó, cho nên là em Cao sẽ quay chi tiết vào một ngày đẹp trời, em Cao test cho các bác. Và cái chất âm thì thôi rồi bé ơi rồi. VRX915, những bác mà nhà nhỏ thích chơi gọn mà cắm lên những cặp 712 thì phải nói rằng gọi là hết nước chấm các bác nha. Đó, xuất sắc luôn.
Em Cao quay rất chi tiết cái sản phẩm nội ngoại thất cho tất cả các bác. Duy nhất một cặp bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Đây là những dòng mà cực hiếm rồi. Đó. Và sắc nét chi tiết mới keng xà beng luôn. Nếu như chúng ta quan tâm thì hãy liên hệ em Cao và nhanh còn kịp các bác nhá. VRX 915 là tình trạng xuất sắc.